Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của cửa hàng Nông Cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8, xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và hiện tại thì số đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2023, thì cửa hàng chúng xin tiếp tục lại lên sóng và review cho các bác một lô máy cưa xích. Hôm nay tổng cộng gồm có 12 con, đánh ký tự là lô chữ G các bác nhé. Lô chữ G giá rẻ nhất là có một cây kia 1.700.000 các bác nhá. Đó. Rồi hiện tại thì cửa hàng chúng em là có phân chia theo từng hai hàng. Hàng bên trên này là những sản phẩm máy cưa nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác sử dụng gia đình đấy cả. Máy cưa cầm đi cắt củi cành đổ linh tinh, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại, 25 cm đấy ạ, đổ lại. Và hàng bên dưới này là những sản phẩm cao cấp hơn để cho các bác có thể sử dụng mà cắt gỗ chuyên nghiệp hơn, đường kính khoảng tầm 30, 35 đến 40 phân đổ lại các bác nhá. Hôm nay có một con siêu khai thác luôn, ép tin. Hôm nay ký hiệu của cửa hàng chúng em là lô chữ G các bác nhá. Và trên từng con máy là cửa hàng chúng em là có báo giá hết trên từng con máy rồi. Giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Và cửa hàng chúng em là không cần cọc trước các bác nhá. Không cần cọc trước nên là các bác nào mà ưng ý con nào rồi chỉ cứ mạnh dạn nhấc máy lên và liên hệ cửa hàng chúng em để đặt hàng. Đọc cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, là cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Đó. Hôm nay là cửa hàng chúng em là lên là tổng cộng gồm có 12 con, rất là nhiều các thương hiệu máy móc thì cực kỳ đẹp luôn rồi. Không phải lăn tăn về thương hiệu của cửa hàng chúng em các bác nhá. Đầu tiên là một con máy G1. Hôm nay thì chúng em lên là con này là hàng Trung Quốc Nhật xuất Nhật. Đó, giá chỉ 1.700.000 cho các bác nào mà nhu cầu về sử dụng mà cần tìm một chiếc máy cưa giá rẻ. Máy móc thì đẹp như mới luôn các bác nhá. Ốc này. Đấy. Keng xe beng luôn các bác nhá. Con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác luôn. Tích hợp chủ giật trợ lực, hàng Trung Quốc xuất Nhật, 1.700.000. Và lam xích của nó, xài con này hệ thống là xài xích là xích 72, xích lớn các bác nhá. Lam con này mặt cắt là được 50 phân. Mặt cắt là được 50 phân cây lam. Và con này thì có tích hợp theo máy là nhông đồng tiền luôn các bác nhá. Đó, nhông nhông đồng tiền luôn. Chỉ 1.700.000 về cho các bác nào mà nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy lớn lớn mà hệ cưa giá rẻ, có tích hợp chụp giật trợ lực, giật rất là nhẹ nhàng. Vâng, con G2 là một con máy cưa Estin 02024 có 42cc cho các bác nào mà về cắt gỗ keo tràm đồ linh tinh. G2 5.100.000, cắt gỗ keo tràm đồ linh, khai thác đường kính gỗ khoảng tầm 40 phân đổ lại các bác nhá. 40 45 phân đổ lại. Lốc lốc nhôm, hệ máy cưa hàng cực chất luôn, hàng của Đức luôn các bác nhá. G3 một con máy cưa Husqvarna 141 40cc, thương hiệu của Thụy Điển các bác nhá. Thương hiệu của Thụy Điển, con này thì giá 3.100.000. Con này cắt gỗ đường kính cho các bác, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại, 25 cm đổ lại. Con G4 là một con máy cưa Echo Curis 3400, tích hợp lam Latin các bác nhá. Tích hợp lam Latin, 2.900.000, máy móc thì cực kỳ đẹp luôn, như mới luôn các bác nhá. Con này thì đẹp, tình trạng đẹp 99% luôn. Vâng, và con máy cưa G5, một con máy cưa Shindaiwa E300. Con này là hàng nồi đồng cối đá luôn rồi. Ở dưới ngả miền Tây sông nước thì không còn xa lạ gì thương hiệu này nữa rồi. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại, 2.500.000. Một con G6, một con máy cưa Komatsu Zenowatt. Con này thì về cho các bác sử dụng nhẹ nhàng, sử dụng gia đình, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại, 3.401 này. Zenowatt thương hiệu Komatsu, có tích hợp chụp giật trợ lực, e gió tự nhảy các bác nhá. E gió tự nhảy này, có núm mơm xăng này. Và con này là hệ thống bô, là bô giảm thanh nhá các bác nhá. Và nhún, hệ thống nhún của nó là nhún lò xo này. Nhún này thì chạy cực kỳ êm tai và cực kỳ bền luôn. Đó. Vâng, và bây giờ là lên sóng cho các bác những sản phẩm nhẹ nhàng để cho các bác phục vụ gia đình đây. Một con máy cưa Tananka 1.950, G7, con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại các bác nhá. G8 một con máy cưa Hitachi, con này là 1.950, con này cắt gỗ cũng là đường kính 25 phân đổ lại. Một con máy cưa thương hiệu Shingu của dòng Nhật bãi nội địa các bác nhá, con này 1.900.000. Một con máy cưa Echo Kuris 3400, con này là có tích hợp theo máy là lam Latin luôn các bác nhá, 2.200.000. Một con máy cưa Komatsu Zenowatt G300, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại cho các bác, 1.800.000. Và hôm nay cửa hàng chúng em lên sóng là một con máy cưa tay cụt, có tích hợp chụp giật trợ lực về cho các bác sử dụng cắt cành đồ linh tinh, hoặc là những sử dụng những hệ thống máy cắt ở những cái trên cao đồ linh tinh mà cần cầm một tay các bác nhá.
Đó. Vâng, và cửa hàng chúng em là đã giới thiệu qua rồi tổng cộng lô máy ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để giật test nổ từng con một, để cũng như là đo đường kính, độ dài của cây lam và tình trạng máy như thế nào, để cho các bác nghe thử tiếng máy rồi cũng như đặt hàng cho có thể dễ dàng nhất các bác nhá. Dạ vâng, con G1 đầu tiên là một con máy cưa 5200, dòng này là dòng Trung Quốc xuất Nhật các bác nhá. Đó. Nói chung là về lâu lâu có một cây giá rẻ để về cho các bác nào mà có nhu cầu cần tìm một chiếc máy cưa mà không sử dụng quá nhiều mà về để cắt chơi chơi mà cần tìm một chiếc máy lớn lớn ấy ạ. Hiện tại con này thì đường kính trái bít tông của con này là 45 ly các bác nhá. 45 ly và công suất của con này hiện tại nó là đang là 52 cc các bác nhá. Và hiện tại con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác này. Chụp giật trợ lực. Máy móc thì tình trạng cực đẹp như mới luôn các bác nhá. Phần ốp lốc là lốc nhôm hệ kim loại, ốc ác thì còn như mới luôn các bác nhá. Và con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi, lam xích, nó là lam xích mới luôn các bác nhá. Lam xích mới. Mặt cắt của cây lam này nó là được mặt cắt cây lam này nó là được 49 gần 50 phân, gần 50 phân các bác nhá. Gần bên 50 phân mặt cắt để về cho các bác về khai thác chuyên nghiệp, sử dụng chuyên nghiệp, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 450 phân thoải mái luôn con này. Nếu mà con này về sử dụng ấy ạ, 450 phân mà giá hiện tại nó cực kỳ rẻ luôn, chỉ 1 triệu 700 ngàn cả chúng em miễn phí vận chuyển và tặng em phụ kiện. Lên được một cây giá rẻ để cho các bác về sử dụng, nói chung là về chơi chơi các bác nhá. Đây là thứ mới. Tại cái dòng này ạ, thay thế sửa chữa, linh kiện thay thế sửa chữa thì rất là dễ dàng luôn các bác nhá. Không phải lăn tăn gì về phụ tùng thay thế linh kiện của nó cả. Đó, mà con này thì về các bác sử dụng thì về pha nhớt, châm nhớt đầy đủ thì em đảm bảo cho các bác là sử dụng cũng cực kỳ bền luôn, không có dễ dàng hỏng hóc đâu ạ. Vâng, và bây giờ thì cả chúng em qua những thương hiệu của dòng bãi đây ạ. Một con máy cưa Estin 024AV, Estin 024AV các bác nhá. Con này là một cây chuyên khai thác chuyên nghiệp cho các bác nào mà đam mê về hệ Estin, hoặc có lẽ là thương hiệu này không còn xa lạ gì nữa rồi. Hàng 024AV 42 cc, chuyên để sử dụng khai thác keo tràm tích hợp lốc nhôm, lốc kim loại. Chạy cả ngày không bao giờ có tình trạng nóng máy khó nổ gì cả. 5 triệu 100 ngàn cho con này cưa Estin 024AV các bác nhá. Dòng này là cho các bác nào mà đã biết về hệ máy cưa Estin rồi. Lốc sử dụng ốp lam là ốp lam nhôm luôn các bác nhá, cực kỳ bền. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Và con này lam, con này mặt cắt là được 45 phân. 45 phân mặt cắt các bác nhá. Xích sử dụng nó là xích 325. Xích 325, xích chung 325 đấy ạ. Hiện tại trên thị trường bán thì cũng rất là nhiều. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, hàng chưa bung chạm máy móc luôn. Về các bác sử dụng nòng hơi cửa hàng chúng em đã kiểm tra sẵn sàng cho các bác rồi, từ A nguyên zin từ A tới Z, nòng hơi cực kỳ đẹp. Tiếp đến con G3, một con máy cưa hút mana giá rẻ 141, công suất 40,2 cc các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,6 kg, cả lam xích vào nữa thì nó rơi vào tầm khoảng 5 kg các bác nhá. 5 kg. Dòng hút mana của Thụy Điển, máy móc con này thì không có tình trạng bể vỡ hay là nứt nát gì cả. Vỏ viết còn đẹp nguyên, máy móc nòng hơi nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Đó, 3 triệu 100 ngàn cắt gỗ cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm cơ 35 phân đổ lại, con này có thể xử lý được. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13, xích con này sử dụng xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện các bác nhá, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Lam con này mặt cắt là được mặt cắt con này là được 30
Dạ, mặt cắt của con này là được 40 phân các bác nhá, 40 phân mặt cắt của cây lam luôn. Cực kỳ dài để cho có về sử dụng có thể đỡ bị đau lưng. 141 các bác nhá, 3 triệu 100 ngàn. Vâng, và hôm nay chúng em có một con Echo Curis 3400. Tình trạng máy đẹp cực kỳ mới, tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Con này tình trạng khá là đẹp luôn, tem mác còn nguyên si, nguyên đai, nguyên kiện. Và con này thì đời cao có xả áp đây cho các bác này, giúp giật nổ cây máy nó dễ dàng hơn. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Mà con này thì nó được tích hợp lam là lam Latin luôn các bác nhá. Lam Latin luôn ạ. Cây lam cực kỳ đẹp luôn. Nguyên zin nguyên bản của nó và cây sợi xích vẫn là nguyên zin của nó luôn nhá các bác nhá. Và lam con này mặt cắt của nó là được 35 phân mặt cắt. Đó, thắng xích sử dụng đầy đủ, không thiếu chức năng gì cả. 2 triệu 900 ngàn, công suất 34cc cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ lại thì con này xử lý được các bác nhá. Vâng, qua con G5, một con máy cưa Shindaiwa E300, thương hiệu mà có lẽ ở dưới miền Tây sông nước thì sử dụng rất là nhiều có về thương hiệu này rồi. Đó, không còn xa lạ gì nữa rồi, 2 triệu 500 ngàn các bác nhá. Một con máy cưa nòng 38 ly, tích hợp lốc là lốc hợp kim nhôm. Đó, con này về cho các bác sử dụng khai thác thì nhẹ nhàng thì con này quá ngon luôn. Lam mặt cắt là được 30 phân. Con này thì về nhu cầu các bác sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại là con này có xử lý ngon lành luôn. Cắt cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Nòng bô của nó thì hiện tại bô của nó tích hợp của nó rất là nổ, rất là thoáng. Và chúng em giật cho các bác nghe qua tiếng máy này. Giá con này là 2 triệu 500 ngàn các bác nhá. Ký tự con này là G5. Dạ vâng, và bây giờ qua con máy G6 các bác nhá. Một con máy cưa Komatsu Zenowatt G3401. Con này thương hiệu Komatsu Zenowatt của dòng Nhật bãi nội địa các bác nhá. Đó, hệ thống của con này là nó hàng siêu rất là nhiều các chức năng của con máy này luôn. Con này thì được đặc biệt của nó này, được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Và đây là con này là hệ có núm bơm xăng. Có núm bơm xăng, có e gió tự nhảy này. Đấy. Và bộ giảm nhún của nó là bộ giảm nhún lò xo các bác nhá. Cắt thì cực kỳ êm tai luôn. Và hệ con này nó có là bô giảm âm. Bô giảm âm thương hiệu của Komatsu Zenowatt thì quá là nổi tiếng luôn rồi. Dòng thương hiệu này thì nếu mà các bác nào mà đã sử dụng qua rồi thì cũng biết là con này thương hiệu của nó là nó siêu về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Đó, các bác nào mà sử dụng rồi thì các bác thường biết thương hiệu của này. Đó, và hiện tại con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu 600 ngàn. Giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác. Con này thì công suất của nó là 32cc các bác nhá, 32cc. Về cho các bác sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ lại, 25-30 phân đổ lại các bác nhá. Đó, 25 phân đổ lại. Và con này là sử dụng xích của nó là xích chung 91. Xích chung với sản phẩm của dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Và con này thì có tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam luôn các bác nhá. Đó, mặt cắt của con này là được, mặt cắt là được 34 phân. 34 phân mặt cắt. Đấy. Đầy đủ chức năng cho các bác, hệ giảm nhún lò xo thì xài cực kỳ bền,
khi mà các bác sử dụng hệ giảm nhún lò xo này, các bác không cần phải lăn tan là cái nhún lò xo này nó hỏng đâu và nó gãy đâu ạ. Cực kỳ bền cho các bác luôn. Thương hiệu này là thương hiệu hệ máy nòng đứng các bác nhá, hệ máy nòng đứng về cho các bác sử dụng. Mà các bác nào muốn nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ để cắt đi cầm cành cà, cắt đi cầm đi để cắt cành cà đủ linh tinh, hoặc là về các bác sử dụng đi cầm đi làm vườn làm rẫy cần một chiếc máy nhẹ nhàng thì con này là sự lựa chọn ưu tiên luôn các bác nhá. Máy cực kỳ nhẹ luôn, chỉ khoảng tầm 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu thôi. Về các bác sử dụng đi xài gia đình thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Và hệ nòng đứng con này thì linh kiện thay thế sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng. Rồi và bây giờ là qua những mẫu máy cưa mà nhỏ nhỏ để cho các bác sử dụng gia đình này, hệ cưa giá rẻ các bác nhá. Con đầu tiên là con G7, một con máy cưa Tananka, hàng 1.950.000 các bác nhá, 1.950.000, có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác, thương hiệu 33cc. Tananka thì hầu như là lên sóng nào thì cửa hàng chúng em lên lô máy là cũng đều có thương hiệu này rồi, rất là quốc dân luôn các bác nhá. Lam con này mặt cắt vẫn là 35 phân, xích sử dụng là xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện và có tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam này luôn, cực kỳ tiện lợi các bác nhá. 1.950.000 về cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại. Vâng, và bây giờ cửa hàng chúng em lên sóng cho các bác một máy cưa hàng hiệu Hitachi. Con này là nhỏ để cho các bác sử dụng gia đình, tiếp tay cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20-25 phân đổ lại. Con này là 1.950.000. Đó, công suất của nó con này là GCS35. Cái thương hiệu nòng của nó là 35 ly. Đó. Tất cả thông số kỹ thuật của nó đây ha. Và con này sử dụng này, xích của nó xích là xích mini các bác nhá. Trên thị trường bán cũng rất là nhiều, các bác không phải lo. Lam mặt cắt của con này là 34 phân mặt cắt các bác, cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại. Đó, và con này sợi xích kìa, các bác nhìn qua sợi xích nguyên zin của nó các bác nhá. Các bác nhìn qua mắt xích của nó xem có chất lượng không ạ. Đấy. Mắt cực kỳ dày luôn các bác nhá, sợi xích này của nó nguyên zin của nó mới có đấy ạ. Và khi cái sợi xích này hỏng thì các bác quay trở lại về sử dụng xích thường thì vẫn là ok luôn các bác nhá. Ráp vừa luôn. Con này thì cực kỳ chắc chắn luôn, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Để cho các bác sử dụng. Thế người ta chi thì cũng các bác có lẽ là cũng không còn xa lạ gì nữa rồi. Dạ vâng, qua con G9 là một con máy cưa thương hiệu Shingu các bác nhé. Shingu của dòng Nhật nội địa. Con này thì sản xuất là chỉ có tiêu thụ và sử dụng tại Nhật bãi thôi. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích sử dụng của nó là xích mini các bác nhé. Xích mini. Và có núm mâm xăng đầy đủ cho các bác. Thương hiệu con này thì vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe. 33cc cho các bác cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại các bác nhé. 25 phân đủ lại, vòng tua nổ con máy thì cực kỳ khỏe luôn ạ.
Dạ vâng, mẫu cưa Echo Curit 3004, con này thì công suất của nó là 33,4cc các bác nhé. Và hệ con này thì có xả áp ở đây cho các bác luôn này. Các bác nào muốn giật nhẹ nhàng cây máy thì bật xả áp này lên. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhé. Và con này hệ theo máy là có một cây lam Latin cho các bác luôn. Theo máy là một cây lam Latin luôn ạ, cực kỳ chắc chắn và chất lượng cho các bác. Về các bác sử dụng thì không phải xi nhê gì cả. Đó. Xích sử dụng là xích mini các bác nhé. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đủ lại. Công suất của nó là 33,4cc thì cực kỳ khỏe rồi các bác nhé. Về phân khúc gia đình, lam con này mặt cắt của nó là được 36 phân các bác nhé. 36 phân mặt cắt, có hai ốc lam vận trực tiếp bằng khóa 10. Thì tình trạng của con này thì con này khá là đẹp luôn các bác nhé. Khá là đẹp, máy móc liền lạch, không có bể vỡ hay gì cả. Do này thương hiệu của nó là 2.200.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Theo máy là một cây lam Latin cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đầu Latin của nó thì hầu như là còn đẹp nguyên. Đó. Một mẫu máy cưa Komatsu Genowatt các bác nhé, G11. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.800.000. Komatsu Genowatt G300 cho các bác về sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 phân đổ lại. Thương hiệu Komatsu Genowatt thì rất là chất lượng rồi, tiết kiệm nhiên liệu, hàng độ bền cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhé. Vòng tua của con này thì nó không được cao nhưng mà nó thiên về độ bền. Đó, các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa nhỏ để về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 15-20 phân đổ lại, mà cần tìm một chiếc máy mà vòng tua của nó thì nó không cần cao lắm nhưng mà về cái độ bền các bác muốn độ bền thì các bác lựa chọn con này giúp cài chúng em. Đó, về độ bền thì đảm bảo cho các bác là hàng ăn đứt tất cả các dòng thương hiệu khác của dòng Nhật bãi nội địa luôn ạ. Bền cực kỳ bền cho các bác luôn. Làm con này mặt cắt là 30 phân nhỏ để cho các bác về sử dụng gia đình. Con này thì cân nặng của nó em nghĩ là nó chưa tới 4 kg đâu ạ, cực kỳ nhỏ luôn. Còn về cho các bác cắt mấy khúc cây mà bằng bắp đùi, bắp chân hoặc bằng cái phích nước gì đó. Đó, quay trở lại về cho các bác cần tìm một chiếc máy cưa mà tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Giá chỉ 1.800.000, thương hiệu rất là hàng chất lượng của dòng Nhật bãi nội địa luôn. Nhạy nổ luôn các bác nhá, cực kỳ nhạy nổ luôn ạ. Dạ vâng, và cuối cùng trong lô cưa xích ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt hàng thương hiệu Tananka các bác nhá. Con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác này, có núm mương xăng phụ, giá con này là 2.000.000 các bác nhá. Về cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao hoặc là muốn cắt tỉa cành, tỉa nhánh trên cao mà cần sử dụng chiếc máy mà có thể cầm được một tay các bác nhá. Các bác nào mà thích hệ nhỏ gọn nữa thì các bác lựa chọn con này thì cực kỳ chất lượng và hợp lý luôn. Lam con này mặt cắt cực kỳ dài luôn, 35 phân, xích sử dụng nó là xài xích chung 91, xích trùng chung với sản phẩm của máy cưa điện luôn các bác nhá, và có tăng giảm lam xích trực tiếp trên phần thân lam. Đấy. Thương hiệu mà có tích hợp chủ giật trợ lực thì giật rất là nhẹ nhàng và cực kỳ xứng tay luôn. Nhạy nổ nữa các bác. Đây, cả chúng em giật cho các bác xem qua. Các bác nào mà thích hệ trợ lực thì các bác lựa chọn con này thì cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Đây. Yeah. Kéo cực kỳ tiện lợi luôn. Giá chỉ 2.000.000 các bác nhá.
Vâng, và rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ và giới thiệu chi tiết hết lô máy gồm có 12 con. Các bác nào mà ưng ý mẫu nào ấy thì các bác nhấc máy lên và liên hệ cho em cửa hàng chúng em. Đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu trên từng con máy rồi các bác nhá. Và giá thì cửa hàng chúng em đã công khai trên từng con rồi. Giá đó là đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho các bác rồi. Các bác nào ưng ý thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng các bác nhá. Vâng, và bây giờ cửa hàng thời gian thì quay video thì cũng khá là dài rồi, thì cửa hàng chúng em hẹn gặp lại các bác. Hẹn các bác ở video sau tiếp theo các bác nhá. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.